xa, duyên tình thêm nhạt nhòa. Rồi từ đó trốn phong ba, em làm dấu nhà người. Ông thầm anh tiếc thương đời, đau buồn em khóc chia phôi. Anh về góp góp kỷ niệm, niềm vui. Thành phố buồn lắm tơ vương, cơn gió chiều lạnh buốt tâm hồn. Và con đường ngày xưa lá đổ, giờ không em soi đá u buồn. Giờ không em hoang vắng phố phường, tiếng chuông chiều chậm chậm thê lương. Tiến đưa người quên đuôi đuổi, quên cả tình yêu. Tiếng chuông chiều chậm chậm thê lương, tiến đưa người quên đuôi đuổi, quên cả tình yêu. Bà Trần Quý xin cảm ơn rất là nhiều ạ. Wow, Vũ ơi Vũ, ở Trung Nghĩa, hồi nãy em rể ha, lo thay quần áo, mà nghe được dưới đây khán giả vỗ tay thì lễ cũng thấy sướng nữa. Chứng tỏ quý vị thương mến giọng ca trẻ tới từ phương xa. Bây giờ có những câu mà khán giả hồi nãy nhờ anh hỏi em. Dạ. Sẵn sàng chưa vậy? Bất bình chưa? Dạ. Giấc mơ trở thành hiện thực. Thôi một lần nữa cho một tràng vỗ tay cho Trọng Nghĩa. Bây giờ quay lại anh Lễ ở Mỹ, anh Lễ cũng đọc tin tức, cũng biết về em. Bây giờ thay theo lời khán giả, em có thể kể cho khán giả cuộc sống của em ngày xưa như thế nào? Hồi em đi bán như thế nào á? Trước thì cách đây vài tháng thì Trọng Nghĩa em còn đi bán kẹo. Thì trong mình một buổi tối của em thì em đi bán từ lúc 6 giờ chiều cho tới buổi kết thúc là sẽ gần tới 12 giờ đêm. Thì em và nhà có một người đi chung nữa, hai anh em đi bán trong suốt thời gian thì cũng rất là vui. Nhưng mà mình em có được cái niềm đam mê ca hát, bởi vậy em càng hát em lại càng thích. Chứ không em, nếu mà em hát từ đó cho tới khuya em không biết mệt. Tại vì hên là tổ ban cho em được cái giọng hát thì em phải cố gắng em đi. Tuy em không, lúc trước thì em cứ nghĩ em không có được đứng trên sân khấu. Em cứ xem cái sân khấu ngoài đường phố như là cái sân khấu của mình vậy đó. Đi đâu có khán giả là nơi đó em có. Cái này hỏi hơi tò mò một chút. Này anh Thành Lễ hỏi, ngày bên Việt Nam em kiếm được nhiêu? Đi bán vé số gì đó, đi bán kẹo kéo gì đó. Yeah. Trung bình thì một ngày thì thu nhập của em khoảng chừng 300. Yeah. 300 là chứng tỏ bao nhiêu quý vị? 300 ngàn tiền Việt Nam là nhiêu tiền Úc quý vị? Cỡ 30 không quý vị? Chưa đến 20 thôi. Nhưng mà đối với Trọng Nghĩa đã hát hàng đêm, hát cả mấy chục bài lần quý vị. Em nói tâm sự là hát 30-40 bài là chuyện bình thường. Rồi bây giờ gia đình em sao Vũ? Gia đình của em hiện tại bây giờ thì em chỉ còn mẹ và một em gái đang còn đi học. Ba em thì mất cách đây 4 năm rồi. Sorry em, xin lỗi. Yeah. Thì bây giờ chỉ còn mẹ thì mấy mẹ con thì tỉnh táo thì phụ giúp nhau trong cuộc sống hiện tại bây giờ. Rồi bây giờ cuộc sống em sao? Hiện nay em đang ở đâu? Dạ hiện tại thì em cũng trước mắt thì em cảm ơn anh. Bây giờ hiện tại thì em cảm ơn anh Tuấn. Anh đã dìu dắt cho em bước đi trên con đường ca hát mà em mơ ước. Giúp đỡ cho em được học tập và rèn luyện giọng hát của mình. Em xin cảm ơn rất là nhiều. Và một điều nữa, và là quý khán giả nữa, phải không? Dạ, em cũng xin cảm ơn tất cả những quý khán giả mà đã có lòng yêu mến em. Thì những cái tấm lòng yêu thương đó thì đó là một cái bàn đạp rất quan trọng đối với em, để cho em cố gắng có được tinh thần tốt hơn, để phát triển và học tập tốt hơn trên con đường sự nghiệp ca hát mà em hằng mơ ước. Vậy là em được may mắn đó. Bây giờ anh Thành Lễ hỏi câu này hát úa, em muốn trả lời không trả lời cũng được.
Giả sử bây giờ con Tuấn giúp đỡ nhưng mà khán giả không thương, không thích em rồi sao? Rồi em có trở về bán kẹo kéo lại hay là bán tùm lum không? Hay là thích làm ca sĩ? Giả sử ở đây không ai thương em á, anh Lễ thương em, anh Tuấn thương em, nhưng mà khán giả không thương em rồi sao? Em làm gì? Nếu mà tình hình mà xảy ra như vậy thì em thì với em một niềm đam mê ca hát của em đối với em rất là lớn. Bất cứ nơi đâu khán giả nào mà yêu âm nhạc thì nơi đó của em vẫn sẽ hát. Đúng không quý vị? Trong nghĩa ý nói là bất cứ ở đâu, dù đi hát ở ngoài đường hay hát trên sân khấu, có mặt ở nước ngoài hay bất cứ ở đâu, Trọng Nghĩa vẫn hát hết trái tim của mình. Đó là một con người yêu nghề. Bởi vì đây là một tấm gương mà anh Thành Lễ cũng như tất cả anh em nghệ sĩ và ban tổ chức anh Thuần xin cầu chúc cho Trọng Nghĩa thay lời cảm ơn của quý khán giả cùng chúc cho em. Và chúc cho những người mà vẫn hát rất hay ở Hát Rong, kêu là Hát Rong ở bên Việt Nam, sẽ nhìn em sẽ có một tương lai sáng. Một lần nữa xin quý vị cho một tràng pháo tay cho Trọng Nghĩa. Xin chúc mừng em. Dạ.